Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy trên đảo. Buổi sáng anh Phú, anh Quân Tâm đang mài rựa, mài lần 4 cây, lát lên rẫy, hai tay cầm hai cây, mỗi người hai cây hai cây, phát cho nhanh với người cầm cây phát lâu lắm. Mày thêm đi, mày 6 cây ấy, người cầm hai tay hai cây. Tâm thì chiên xào món gì ăn sáng đây? Sáng nay em biết ăn gì? Cái gì chiên được thì chiên. Mình lại ra biển hít thở biển cái, xong rồi anh răng rửa mặt ăn sáng lên rẫy. Cuối cùng cũng 7 ngày rồi, nhanh quá. Đây, biển đẹp, ngày nào cũng có mình ra biển, sướng ơi là sướng. Chả ai giành biển với mình. Nước thì trong xanh, sáng nước cạn. Để làm xong hay là chiều rảnh rảnh chắc đi qua Hồ Nguyên Rút ngoài chơi, lên đảo thăm bà con trên đảo. Trên đấy có một nhà ở thôi. Đi bắt nhum bắt sò chứ, công việc bận làm đẹp quá không có thời gian chơi. Tập thể dục tí lại lên nương, sắp xong cái nương rồi. Đây, ăn sáng thôi, sáng ngày thứ bảy, dự định là ngày cuối cùng đấy, nhưng mà chắc phải khi nào làm xong rồi thôi. Trứng chiên, mì tôm, làm này có tiền đâu, 7 ngày có tiền đâu, về sớm đi làm kiếm tiền chứ, ở đảo không có tiền. May mà ở đảo không xài tiền ấy, ở đảo không xài tiền chứ ở tới giờ đói không có tiền ăn đâu. May được bao cơm bao ăn còn đói chết. Đây là buổi chiều thứ bảy ở trên đảo, trời sáng giờ sóng mưa mây đen lắm, nay chắc không có hoàng hôn đâu, le lói tí. Hôm nay buổi trưa mình mệt quá, mình cũng chả quay ăn cơm gì, mà buổi tối thì chắc đồ ăn nhiều, mới tiếp tế hôm qua đồ ăn còn nhiều, biển sóng lắm. Ngày mai chắc phải nghỉ ngày đi chơi thôi, làm 7 ngày mệt lắm rồi, off ngày đi chơi thôi. Rồi ngắm biển tí rồi vào ăn cơm. Ê, chiều đi làm về đây, bếp núc bận rộn lắm, đủ món đây, ra bàn. Này có món gì đây? Này có món gì đây? Lấy cái gì mà bỏ cơm lên chứ để cát vào. Này mày bỏ cái này cơm lên đây này, để cát nó vào cơm bây giờ. Này, có gì đây? Nước mắm đặc biệt Phú Quốc ăn với ớt. Đây là trứng hột vịt đặc biệt. Trứng này trứng vịt để hôm nay mấy hôm rồi, cả tuần rồi, nó bị thối thối rồi. Nhưng mà nghe nói ăn trứng vịt ung ngon lắm, để mình phải ăn thử trứng vịt ung. Còn món này là canh hầm sườn. Sườn hay sườn chả biết. Cả ngon lắm. Trứng chiên hồi trưa ăn còn dư. Này là cá khô của thằng Tâm bắt, nó phơi mấy ngày kia bây giờ ăn. Ngày nào cũng ăn cá khô, thèm cá khô mà. Ra đảo ăn cá khô ngon. Ôi thúi thế, trứng bóc ra thúi. Ăn thử cái trứng vịt ung coi. Đây là cái trứng trứng vịt mà nó bị thâm thủng đây. Mình chưa ăn bao giờ. Ngày xưa học là trứng thúi có gì H2SO4, thúi thúi hay gì quên mẹ. Chấm chấm gì đây? Nguyên tố hóa học có H2SO4 là trứng thúi à? Trứng này không thúi lắm, trứng này ăn còn còn được, chưa thúi lắm, nó bị hư thôi. Nhưng mà ăn không quen, không dám ăn đâu, nghe mùi không dám ăn, nghe mùi thúi thúi lắm. Bình thường mà bỏ tủ lạnh thì không bỏ đâu, để ngoài ấy chừng nói chứ
chiều mới gói ăn gì cũng ngon. Ngon mà. Ngon chứ. Ngay luôn rõ á. Chiều nay năm anh em đi làm rẫy về, mưa gió lạnh mệt lắm. Thôi làm ăn thôi. Ăn thôi, ăn thôi. Đây, ngày thứ 7 trên đảo, tối thứ 7 trên đảo. Sóng hôm nay lớn nên ngoài xa xa ngoài biển không có thuyền bè gì đi lại đâu. Có một hai chiếc đánh cá thôi. Giờ này sóng chả thuyền bè gì đâu. Máy quay mình dỏm nên quay buổi tối nó nhìn nó sao sao á. Nó quay điện thoại mà quay máy quay đâu. Hôm nay trăng 16 cũng đẹp. Nhưng mà trời gió sóng lớn lắm. Hôm nay trời mưa làm rẫy mệt chả có gì đặc biệt để quay hết. Ngày mai nghỉ buổi sáng đi bắt nhum quay luôn. Thôi giờ đi ngủ đây. Đây cuối cùng cũng đến ngày thứ 8 rồi. Ngày này đặc biệt bởi vì mệt lắm. Nghỉ một ngày không đi làm. Có thể nghỉ buổi sáng. Hôm nay mình được ngủ nướng. 8 giờ mới dậy. Sướng ơi là sướng, nắng lên cao. Rồi chút xíu nữa mình sẽ đi qua cái hòn đảo bên này chơi. Đi hòn đảo Mây Trúc ngoài. Với đi lặn ốc lặn sò gì chơi cho nó giãn người chứ mệt lắm rồi. Giờ ăn sáng cà phê cái đã. Con Tinh Tinh đang đi bắt mấy con còng này. Suốt ngày chơi sướng lắm. Số làm con chó trên đảo cũng sướng lắm. Đây, ăn sáng lấy sức chèo thuyền chèo cá giác. Hai con cá hộp. Nước mắm. Ba trái trứng vịt thối. Miếng rau sống với chuối. Đây, ăn sáng lấy sức mà đi chèo với con thôi chèo nửa chừng nữa giữa kênh mà đuối quá sóng đánh chạy về. Thôi ăn đi, ăn sáng mới yên tâm đi chèo cây giác với. Đây hôm nay anh em lại đi câu cá bắt cá tiếp, trời sóng lắm. Rồi kéo kéo ra đi Tâm ơi, đi qua hòn bên kia đi bắt nhum đi câu cá, trời sóng lắm, không biết nên mang máy quay theo không. Này này Phú Quốc tháng 6 tới tháng 10 đây, trời sóng lắm. Xuống cột neo nha. Thôi, coi rạn dây dài đánh bù bờ ấy. Đây có lo cao lên nổ. Lôi đợi lặn bên mặt kia lôi lên không? Cột đây được. Lôi cao lên nó cột cho xuống. Hay là cột cái cột này nè. Mà dây dài lắm nha, mình thiết dài lại cho nó ngắn bớt nha. Thôi, khỏi lôi lên đi mệt lắm. Cột cho nó chui được. Này, cột này. Không, cột dây ngắn thôi, cột khoảng 3m, 4m thôi, hiểu không? Này, đây dưới đây có cột. Đây, cột dây đi. Bên này, cột dây này, cột bên này. Giờ tới nơi rồi, con Tâm mới xuống cố định cây giác lại. Anh em chuẩn bị nhảy xuống biển. Đây hòn đảo Mây Rút ngoài đây. Nào rảnh mình lên đảo mình thăm trên đảo. Bây giờ mệt lắm rồi. Đi là ăn ốc à. Mày quá đầy nhà. Dây này dây kia. Dây cái thùng xốp. Thì lặn xuống thì cột cục nào cũng được, cột thoải mái. Cột ngoài xa tí cho nó khỏi trôi vào bờ. Ố mày thả dây nó trôi rồi. Mang kiến vào nhảy xuống. Đây, Tâm đang dùng cái kiến lặn này. Cái lặn xuống này. Sống khó quay lắm. Đây, cột lại đi. Dưới đây thì máy mình điện thoại nên không có quay dưới nước được. Có GoPro thì nó hư rồi. Thì mình sẽ chèn cái video lặn san hô với bắt nhum ở đây.
chứ mình sẽ không quay dưới đây hôm nay đâu, trời sóng lắm, với lại gió lắm. Tầm đang kéo mình đi sướng. Đấy, Tầm nó lấy cái đồ chân bơ màu xanh này với kiến này, nó lặn xuống là thấy hết. Mình sẽ quay cái chèn cái video nó quay nó xuống nước xong, chứ giờ khó thấy lắm, không thấy được đâu. Máy quay để trên bờ luôn, máy điện thoại xuống nước hư. Mấy cái thuyền này đi biển trời sóng quá, núp ở đây. Đây bắt nhum nhiều vào, bắt tối về nướng nấu cháo à. Đây hoàng sờ đẹp. Thôi bây giờ mình chuẩn bị xuống nước đây, đi theo chân Tâm xuống nước đây. Đi hai. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, hai anh em bắt nhum sò ốc lung tung. Giờ đang đậu thuyền giữa biển để chuẩn bị câu cá. Đây, lại câu cá. Không biết hôm nay có cá không? Hôm bữa câu cá kém lắm. Hôm nay hình xui, trời cũng sóng gió lắm. Nhum hôm nay cũng không nhiều Tâm ha. Sóng chạy hết. Cái clip tao chèn vào sẽ nhum rất là nhiều, nhưng mà hôm nay bắt chơi chơi nhum không nhiều. Toàn ốc sò lung tung này. Đấy, ốc giống bữa, ốc móng tay, ốc gì quên tên này, ốc nón này, ốc cờ này, mấy con ốc linh tinh về ngâm nước. Thôi câu cá cắt mồi ra. Thằng Tâm nó bắn con cá nhỏ nhỏ này làm mồi câu cá này. Đấy, con cá này với con cá xanh xanh này, đấy đấy cá mó xanh xanh này cắt ra làm mồi câu cá. Hút thuốc đi. Tâm với mình câu chả được con cá nào, trời sóng quá, sóng say sóng hai thằng. Ủa mình ngồi ngược lại đi, đầu bên kia chèo dễ hơn. Đầu này nó thấm không ơi. À, rồi để tao quay ngược lại, chuẩn bị đi vào cảng, trời sóng lắm. Thôi vậy. Đây, chuẩn bị vào bờ, sóng to lắm. Làm sao để mà vào bờ an toàn là vấn đề đấy. Lấy bịch ốc cột bỏ trong cái thùng xốp sẵn đi. Hả? Hả? Bơi vào á còn xa lắm. Không này, nó mình ốc. Hả? Không có đâu. Bạn nhảy xuống giờ luôn hả? Tao nhảy xuống nè. À, một tí nữa nè. Toàn à, không bị lật úp, đồ đạc còn yên nguyên, may quá. Điện thoại vẫn không còn nước. Mệt lắm, mình say sóng sắp xỉu rồi. Tao say sóng mà sắp chết rồi. Lạnh lắm rồi. Đây, ốc sò nhum đây. Hôm nay cũng chả được nhiều, trời sóng quá mà. Sóng quậy nó bắt được gì. Đây, được nhiều đây. Cũng được đủ ăn.
Rồi vào nhà tắm táp cái đã. Đây, mới đánh vào còn tươi xanh. Hôm nay mình ăn ốc sò. Giờ ăn con mới, con ở đây mình gọi là con nhum. Hay mình gọi tên khác là tên con cầu gai cho dễ gọi. Ở dưới nước trong cái video thì nó dài lắm, cái gai này nó dài lắm, dài khoảng 20-30 cm cơ. Nó chích một phát đau lắm. Nhưng mà này mình cắt cái gai bớt rồi. Đây, giờ chuẩn bị cắt nhum. Đi kiếm kéo. Đây có kéo đâu. Ô, bên đây có cái mọng dừa, ăn nha. Ô. Mấy cái cây, cái dao á. Trời ơi. Mấy cái dao sau lưng coi. Trong quá trình chờ Tâm làm nhum, mình ăn cái món gì đây, cái này gọi là gì, mọng dừa, trái dừa già ở trên cây đấy, trái dừa già trên cây nó rụng xuống, là có trái nó có trái nó không có, chứ mình đâu biết trái nào có trái nào không đâu, đúng không? À, là bên ngoài mình thấy cái cây hả, cái mồi hả, là bên trong nó có cái này hả, ăn ngon lắm, ngọt ngon lắm. Mình sẽ ăn cái món này cái đó. Rồi cái nào mà nó có cái mồi, cái mầm là có cái đó. Ngon, thốt rất thốt ngon lắm. Thơm mấy béo. Này ngon á. Nhà ở Sài Gòn người ta có bán nè. Có. À, bán bao nhiêu quên nè. Trước bạn nó có mua. Nhưng mà bây giờ mình mới ăn cái này. Nè, giờ là làm. Là làm cái con nhum nè. Đây, bây giờ là đầu tiên là cắt cái gai xung quanh đi để mà công ăn là vào tay, vào gai, vào người, cắt hết cái gai xung quanh. Đây, Tâm này cắt chuyên nghiệp nè. Đấy, mày quay mày đưa cái miệng qua đây. Đấy, cái miệng của con nhum này, cắt một cái hình vòng tròn xung quanh. Mày kéo cắt hình vòng tròn xung quanh này. Mày cắt tròn tròn lên, cắt hình ellipse là người ta cười mày đấy. Đây, tháo cái vỏ nắp ra đây, bên trong này, bên trong là ban đầu sẽ thấy là toàn là đen đen, có gai gì cũng có thôi, không trời, gai là do nó bị khoái gai đó, cái này là cái dạ dày với cái đường tiêu hóa của nó ấy. Còn khi mình làm sạch xong là thấy gạch thôi, phải cái này là san hô này, nó ăn san hô ấy, còn phía dưới vàng là gạch, chút xíu làm ra là cái màu nó là năm ngón, con này to nhưng mà gạch màu nâu không đẹp, không ngon. Phải có con màu gạch vàng cơ. Các con này cứ có gạch vàng không? Còn gian xương. Gạch vàng đầy gạch ăn mới ngon. Còn tái gạch luôn. Là tối nay làm gì ta? Tái chanh với nướng. Đấy, con này gạch vàng mới ngon này, gạch vàng đầy này đấy, con này mới ngon này. Đấy, đầy gạch vàng. To, con này to mà. Đấy, lấy muỗng múc ra hay sao? Nhưng cái này mình lát chút xíu rửa nước xong lấy cái muỗng dít mấy cái này ra hết, chỉ ăn cái gạch bên trong thôi. Để chút xíu chờ Tâm nó dít ra coi cho nó đẹp. Đây, bây giờ là phần 2 nè, phần này là Tâm nó làm sạch bên trong. Nó sẽ dùng cái muỗng nhỏ. Đấy, cái đây là cái hệ thống tiêu hóa của con cầu gai. Nó toàn ăn san hô không mà, mấy cục nhỏ này là bên trong ấy, nhỏ bên trong là san hô. Mày nhúng xuống nước mày rửa cái lại sạch là gạch không? Ngon lắm. Đấy, xong một con này đó, gạch nó đầy rồi nè, thấy không, thấy gạch nhiều rồi nè. Đấy, con này xong rồi mình bên trong sao đó, này ngon rồi, bên trong mình làm sao múc ra hả? Một là mình múc ra, mình bỏ tí mù tạt cái wasabi ấy, mấy miếng chanh vào rồi ăn sống luôn. Nấu cháo thì múc ra hết, xong rồi tao lên tí rồi cháo sôi bỏ vào, nhưng mà nấu cháo cũng ngon, nhưng mà thích ăn wasabi hơn. Đấy. À, này là anh Phú, anh của Tâm mới bên đất liền qua, có biết con nhum đâu, ngồi quay phim nãy giờ đấy, ngồi thèm nãy giờ đây. Mình thì thấy con này dưới biển suốt ngày ngán. Chú Sáu bà của Tâm cũng chả biết đâu, con Tâm nó đây nó ăn nhiều nó ngán, mình cũng ngán lắm. Thấy thì đẹp chứ mình ăn nhiều ngán lắm rồi. Nhưng mà lâu lâu ăn cũng ngon. Ăn tái wasabi cũng ngon.
thôi, giờ để dành tối cái nướng lên. À, đây một bên thì làm nhum, bên thì nấu món gì đây? Thịt kho nước dừa đúng không? Đấy, nguyên một cái nồi nước dừa này, đảo này có thiếu gì dừa đâu. Xong rồi củi thì cũng nấu bằng dừa mà, dừa khô phơi này, xong rồi nấu bằng than củi cái dừa này. Đấy, nấu bằng nồi nước dừa, khi nào nó khô là chín nè. Ở ngoài đảo này thèm thịt lắm, thịt thấy mỡ mỡ ngon. Dừa này phơi từ mùa kia mà còn đầy dừa mà thoải mái. Đây còn độ bên này thì làm nhum với làm ốc sò xong rồi, chuẩn bị luộc luôn đi, chơi luôn, ăn luôn, xay luôn, ngủ. Đây ngon lành quá đã. Đây anh em làm cái con nhum nướng mỡ hành đây. Đấy, dạy có ăn là phải dạy chứ. Dạy đứng nhìn người ta cho ăn chứ. Không nhìn người ta cho ăn đâu. Ê, đậu phộng không dầm ra, để hột to thế. Phải để nó... phải đập nửa mới ngon chứ, to đâu ngon. Đấy, nướng lên nè, bỏ tí mỡ với hành với đậu phộng vào. Đấy, còn con này thì hơi bị ngon đấy. Con này anh em kêu là có ốc tai tượng, chứ tay tượng là tay voi mà, con này chưa bằng tay voi đâu, mới bằng tay con heo. Còn lâu lắm mới thành tay voi, chưa thành tay voi đâu. Đây, ngon lành, chuẩn bị lên dĩa. Đây, thành quả nấu nướng đây. Định tối ăn nhưng mà chiều biển đang đẹp, với anh em off rảnh thôi, ăn luôn. Đây, vào bàn đi. Mình ăn con nhum tươi trước này. Ăn con nhum đi để ruồi nó cắn nè. Đây bây giờ mình ăn cái con nhum này, cho nước mắm vào, lấy miếng thịt nó ra, thịt vàng vàng nè. Đây có miếng đậu phộng, miếng hành nữa này, bảo à. Béo béo giòn giòn. Cũng quá. Ngon quá. Thêm miếng ốc nướng nè. Ốc này cái vỏ đẹp nha. Ốc dai mà ngon. Làm một con nhum nha. Đấy, ăn vậy lên tivi người ta mới thèm chứ. Suốt ngày ăn cơm thịt ở trong kia ta vẫn có đầy, ai mà thèm. Rồi, mình ở nhà ăn thôi. Ăn ngồi vừa ăn vừa nhìn ngắm biển nữa chứ. Biển này có mình thôi mà, có ai đâu, thoải mái. Ăn xong cả chuồng đi tắm. Ăn cái con ốc vú nàng này vui lắm nè. Ăn cái con này nè, có con nó hên, nó thịt nó lòi ra ăn ngon. Có con mà không lòi thịt phải ngồi gõ hư vàng luôn. Đấy, con này ăn gõ đã mới ra được rồi. Rồi mình cũng ăn con này đây, con này to mình ăn đây. Mình say rồi đi ngủ, anh em còn ngồi nhậu. Ê, chiều trên đảo Mây Rút, Phú Quốc. Đây là ngày cơm tối thứ 8 ở trên đảo. Ăn nhậu xong lại cơm, hết ăn sò, ăn nhum là tới ăn cơm. Nay đơn giản chỉ có thịt kho, nhưng mà thịt kho này đặc biệt á, thịt kho này kho với nước dừa mà, nó phải nước lã đâu. Hay lắm á, mình chưa nếm. Với tí rau sống, dưa leo. Thế thôi, nếm thử miếng nước thịt nè. Trên đảo ai cũng gì ăn cơm mấy ông ơi. Ô, ngọt mà, ngon. Hay á. Làm giống mòn mà, không được. À. Đố người ta MC nào giờ mà. Đây, ăn cơm thôi. Bây giờ ăn cơm thôi, mời cả nhà ăn cơm. Thịt ngon á. Mày cũng bì. Đây, và đây là ngày thứ 8 ở trên đảo. Cơm nước no say, bắt wifi gọi điện cho đất liền cũng đã xong. Ngoài đất liền gọi điện cho đảo lớn chứ. Trăng trên cao sáng vằng vặc, hòn móng tay xa xa kìa. Đây, cái cầu màu hồng huyền thoại đây. Ở trong kia mấy anh đi soi cá về, đang đốt lửa để uống rượu. Thằng Tâm thì mấy ngày nay mới được chơi game, ngồi cắm đầu vào game. Mình thì mệt rồi, chuẩn bị về ngủ thôi. Tối ngày thứ 8 rồi.
chiều đi lặn bắt ốc với đi chèo thuyền mệt lắm, cơm no rượu say về ngủ. Mấy anh nằm bắt wifi, sóng 3G, chờ lửa cháy lên nướng mấy con cá này. Hôm nay không được nhiều cá lắm, mấy ngày đầu ngày hôm qua hôm kia được nhiều cá, hôm nay được có mấy con này ha. Chắc đủ hai người uống rượu đêm nay. Thằng Tâm uống tốt, mình chả uống được. Rồi, bây giờ tới giờ đi về đi ngủ thôi. Ngắm trăng cái đi về ngủ rồi. Mai là chờ ngày thứ 9.